Hiện giờ mình đang thu trực tiếp giọng nói của mình bằng con Yamaha ICM01U để mọi người dễ dàng cảm nhận được âm thanh chân thực nhất mà nó đem lại. Thì trên con mic này nó sẽ không có bất cứ áp tinh chỉnh gì. Yamaha đã làm mọi thứ cho chúng ta rồi, chỉ việc cắm dây vào PC hoặc là điện thoại và sử dụng thôi. Phía trên thân mic chỉ có nút tăng chỉnh mức gain và âm lượng của tai nghe kiểm âm. Theo mình đánh giá thì lọc âm của con này tốt, mặc dù mình đang thu trực tiếp tại văn phòng làm việc với nhiều tiếng ồn đến từ xe cộ ngoài đường và tiếng điều hòa hay là tiếng gõ phím. Tuy nhiên thì nó đã làm giảm đi tạp âm rất là nhiều rồi. Về giọng nói thì nó sáng và ấm. Ok, thì vừa rồi là một vài đánh giá nhỏ của mình thôi. Nếu anh em nào muốn mua hàng có thể liên hệ thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.